mình giao về Cần Hạ, Cần Hữu của Quốc Hoài, Hà Nội á. Này 95GM đã hạ bồn đầy đủ. Kiểm tra vài thứ nữa rồi lên xe. Rồi, giờ bắt đầu tiến hành mở hàm ra. Giờ bắt đầu lên máy nha. Rồi, nãy chiếc xe nó có cục gù, sợ dướng vô tản nhiệt. Giờ gỡ ra rồi lên tiếp đây. Thoải mái mà lên. Dỗ bóng giò nha con. Nhiên hôm nay ăn đám dỗ bóng giò nha. Không có cậu xích à hả? Ừ.